Xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục chiều tối hôm nay, một số hàng hot, dòng những âm ly của Sansui, Acufay, Lusman, em về. Và hôm nay em về được một ít sản phẩm, toàn là hàng đẹp, tuyển chọn đẹp keng. Hôm nay là về cái lô này là đẹp keng, xuất sắc, đẹp, rất đẹp. Em cũng báo giá để anh em mình yêu và chọn những sản phẩm nào cho mình yêu thích nha. Rồi, và trước tiên em đi bộ combo thứ nhất. Thì ở đây tự em chọn ra bộ combo nó đúng bộ về, mình để lên cái bộ anh em. Nếu anh em chơi được cả bộ thì quá là tuyệt vời, không có gì để bàn anh em nhé. Trước tiên bên trên là một con CD Sony 3 số 5 ESG màu đen. Màu đen anh em nhé, đẹp xuất sắc, mặt mũi không tì vết, máy này rất đẹp. Mặt mũi tới hồi gỗ cho tới nắp lưng bọng, con này đẹp dữ lắm luôn. Đó. Và cái con màu đen nó lại ít có hơn cái con màu vàng anh em nha. Đa số anh em thấy bán con màu, em bán con màu vàng, hôm nay về được duy nhất một con màu đen để cho anh em mình ghép cùng với cái bộ để mà đi chơi màu đen. Và hôm nay và cập nhật hôm nay là con Sansui AU Alpha 9L7DR lại mà màu đen nữa, đó là cùng một cái bộ luôn, rất là tuyệt vời. Và em cũng xin báo giá hàng tuyển chọn đẹp keng, ruột gan đẹp như mơ đấy. Và hôm nay em báo giá trước, anh em nào yêu con nào thì báo em ha, chuyển tiền em sẽ có clip test và cho anh em xem tất tần tật. Đối với con CD Sony 3 số 5 ESG màu đen, con này thì đang có cái mức giá là 10 triệu đồng kèm một cái khiển học copy full chức năng cho anh em, chỉ có 10 triệu anh em nhé. Anh em lưu ý 10 triệu đồng là giá đã bao ship toàn quốc cho anh em chơi. Đấy, có một con duy nhất. Và con Amly AU Alpha 907DR, con này thì công suất khá là khủng long, 400W, đánh khá là nhiều dòng loa, từ loa Nhật ha, loa Mỹ, những cái dòng mà loa sạc Vinvega, Infinity rồi đại khái đánh rất là tốt và tiếng rất là hay. Nó là con khủng long nặng 33 kg, công suất là 400W, đánh hai cầu AB và A cộng B anh em nhé, có lầu nết đầy đủ, bát tép, volume ba lăng. Đó, con này thì khá là ok và mặt mũi là đẹp keng, hồi gỗ đẹp xuất sắc nên đây này, xin em xin nè. Đó, tuyệt vời. Và con này thì đang tại shop em có cái mức giá là 18 triệu 500 ngàn bao ship cho anh em. 18 triệu 500 ngàn anh em nhé. Con này rất là hay nè. Con này rất là hay, để nếu mà so sánh thì nó không có thua được con 907 Extra đâu. Chỉ nó chỉ thua con L Extra chút xíu thôi. Mười giá thì cực kỳ tốt. Có hai hồi gỗ rất đẹp và 907DR. Đấy, rất đẹp nha. Đây là một bộ thứ nhất. Tiếp tục. Bên đây hôm nay là bộ thứ hai, vàng hơi chá màu anh em nhé, em làm nét lại đây. Rồi, bên đây cũng lại là một con CD Sony 3 số 5 ESG, con này đẹp keng luôn. Đẹp keng luôn anh em nhé, mặt mũi không tì vết, lông mèo, lông chuột gì cả. Kể cả cái cạnh trên này nó còn rất đẹp luôn, chỉ có một cái vết tí tèo tèo đây, lông mèo đây này. Chá quá khó thấy nè, nó nhỏ dữ lắm, nó mờ lắm. Mình đấy, nó đây nè anh em. Đó. Có tí tẹo đây thôi, đợt cái miếng này là miếng miếng nó dính gì hay nó tróc miếng sơn tí tẹo trên cái nắp thôi đó, còn như là đẹp hết, chỉ là bình thường anh em nhé. Cái con này mà không đầy bên trên là rất là tuyệt vời rồi đó, mặt mũi là đẹp keng. Mặt mũi là đẹp keng anh em nhé, tuyệt vời ông mặt trời luôn, máy đẹp như mơ. Con này thì vẫn có giá không có khiển riêng là 11 triệu 500, còn vẫn có một cái thì nó copy cho anh em đó. Và bên dưới là một con Amly Anu Sansui AU Alpha 907 KX, thì cái đời này là đời mặt vàng gold nhôm phay, cũng sử dụng công suất là 400W anh em nha, đánh hai cầu AB A cộng B từ 4 tới 16 ohm, lau nét, bát tép ba lăng đầy đủ. Con thì giá nó thành nó cao hơn con màu đen bên kia, tại nó đời đời KX, đời sau của 907 là tra nữa anh em nha, anh em lưu ý. Thì cái con KX này hôm nay cũng đẹp xuất sắc luôn. Và giá của em nó là 21 triệu anh em nhé, 21 triệu cho một con 907 KX đẹp xuất sắc. Đây là một bộ combo đáng chơi cho anh em. Bộ combo rất là đáng chơi, tuyệt vời luôn. Đó, tiếp tục luôn anh em nhé. Tiếp tục. Ở đây 3 số 5 SG thì hôm nay có một con, và còn một con còn trong bọc bên kia rồi anh em nhé. Bên dưới là con R3, bên trên là con cassette 3 số 3. Đó, anh em xem nha, chọn cho mình những sản phẩm yêu thích nhất. Rồi tiếp tục, hôm nay về thêm được là một con Amly Klugman dòng chữ ký đời 68A.
Con này thì là cái con mà phải gọi là nó cho chất âm cực kỳ hay. Thứ nhất là sử dụng sò sắt Hitachi, thứ hai là con này gần như là con đời cuối của cái dòng này 68A. Hôm trước anh em vài ngày trước anh em thấy em bán một con 58A đẹp kinh điển, thì hôm nay có một con 68A đẹp siêu kinh điển, đẹp mặt mũi là tuyệt vời. Anh em để những cái hốc hác này đa phần là nó dơ, mình không có vệ sinh được đâu. Mà có cái con này phải gọi là nó mới mà từng ốc ác hốc hác nó không có bụi luôn anh em đó. Anh em xem đi. Đó. Nó đẹp đến mức như vậy nè. Còn những cái nút bọng nữa thôi nó bóng nó chá nó đẹp đây anh em thấy không? Mặt mũi là không có miếng trầy luôn. Em quay rất là kỹ rồi nha. Đó. Đó anh em ha. Đây, hộp gỗ đây. Nắp lưng nắp bọng đây, con này đẹp dữ lắm, đẹp hơn cái con 58A kỳ rồi là anh em biết rồi, đẹp khủng khiếp. Và con này thì nó đang có cái mức giá tại shop em là 22 triệu đồng, cũng bao ship toàn quốc cho anh em chơi nhá. 22 triệu đồng. Đấy, một con đẹp rất là đẹp, công suất là 280W, đánh 4 sò sắt Hitachi. Hai cặp cặp tụ của nó phải gọi là bự hơn cái lon bia Heineken nữa nè, rất là khủng long, con này rất là hay. Đấy. Rồi, tiếp tục hôm nay là cập nhật anh em cho là một con âm ly Acouphase E303X nha. E303X nữa ha. Con này giá nó là 41 triệu anh em nhé, 41 triệu. Đấy. Con về con nào giá sao bán vậy thôi nha. Và đối với Acouphase dòng E đầu 3 thì ở đây em đang có 303X này, 303 trơn và 303 301, đấy đủ 3 con. Đó, anh em yêu và chọn con này cũng đẹp xuất sắc cho anh em chơi. Giá 41 triệu anh em nhé, 41 triệu. Đấy. Và tiếp tục hôm nay là một cái con trầm. Đây là một con trầm JBL. Em mới vừa về, cũng trong cái lô hàng này mới vừa về một trầm JBL. Con này được sản xuất tại Mexico. Con này có một cái bát 30, lỗ hơi sẽ nằm ngược lại phía dưới. Thùng vàng rất đẹp. Thùng vàng rất đẹp, công suất là 350W, điện 100V, hàng xuất ra Nhật, sản xuất tại Mexico anh em nhé. Con này thì khá là quen. Và những con này thì giá nó cũng tăng theo mỗi ngày, và giá hiện tại shop em là 12 triệu đồng, bao ship toàn quốc cho anh em chơi, riêng toàn tập. Và hôm nay do vận chuyển về này nè, nó có một cái vết gọi là cái này không là cái miếng si, nó không phải là gỗ lạng anh em nhé, lưu ý nó là miếng si, nó bị mất ở ngoài thôi em, rờ nó láng này, miếng lông mèo đây nữa này, lông chuột nó bự hơn lông mèo này. Rồi thì với cái hai cái vết nhỏ này đơn giản em không sơn tốt, em để nguyên bản 100% cho anh em chơi, nhưng mà giá em sẽ giảm đi 300.000, chỉ còn lại là 11 triệu 700 đó. Anh em nào yêu thì phone cho em thôi nhé. Còn lại là góc cạnh là liền lạc hết, không cấn mớp mẻ bể nổi tí tẹo nào cả đó. Anh em ok chấp nhận thì mình chơi thôi, giá anh em mình chơi shop thì nó như thế cũng chẳng có ảnh hưởng gì đó, hàng bãi là đẹp lắm rồi. Cái nào trầy em báo trầy luôn cho anh em dễ chơi đó, 11 triệu 700 ngàn anh em nhé. Đúng giá là 12 triệu mà bị cái đó thôi, em trừ cho anh em cho nó vui vẻ. 11 triệu 700 ngàn kèm cho anh em là một cái cổng AV dài 3 mét để anh em kết nối súp vào máy thiết bị anh em chơi nha. Đấy, hôm nay toàn là những sản phẩm rất là tuyệt vời, rất là đẹp cho anh em chơi nhé. Rồi, giá là có trên clip hết, anh em nào yêu sản phẩm nào hãy phone ngay cho em qua số điện thoại 0343612745, giá là bao ship toàn quốc nếu anh em chuyển khoản đủ. Anh em nào ship cọt thì lưu ý chuyển trước giúp em 20% và em không bao ship cho ship cọt anh em nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.